Này tiếp tục đi thu mua 2060 nữa mọi người. À, mấy bữa nay thì 2060 đang cực kỳ hot. Đây mới tiếp tục mua được một thùng nữa, khoảng 6 con mọi người ạ. Thì trước Tết thì mọi người sẽ thấy nó có mức giá độ tầm 2,5 triệu đúng không? Tuy nhiên mà ở thời điểm này thì những cái con 2060 mà còn bảo hành trên 1 năm nha mọi người, nó đều lên ở mức giá là 3,5 triệu đến 3,8 triệu rồi. Cho nên mà anh em nào mà đang chuẩn bị muốn nâng cấp, muốn mua 2060 thì mua lẹ đi, chứ còn không là nó Khang nghĩ là nó còn lên nữa nha mọi người nha. Đó, để quay cái bóc cái lô này ra cho anh em xem. Cũng vừa mới mua lại của một cái anh kỹ thuật, có 4 con MSI và 2 con Colorful mọi người. Đây, đây mọi người mới vừa bóc ra đây thì nó có MSI và Colorful. Thì cái bản MSI này thì Kha thấy là cái phe của nó thì họ có lẽ là do nó bị rỉ cho nên là họ lấy ra họ sơn lại đó mọi người. Tuy nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, tại vì Vega thì tương đối cũng còn khá là đẹp mọi người ạ. Đây còn tem bảo hành đó. Ok, có Colorful đây mọi người. Colorful này. Thì con Colorful này nó lại là hàng sát tay nha mọi người nhé, nó không phải là hàng chính hãng. Và những cái con 2060 hàng sát tay này thì Kha đang mua vô với mức giá là 2,4 triệu mọi người ạ. Còn cái những cái mã mà còn bảo hành như vậy Kha sẽ mua vô khoảng tầm 3 triệu, thì đây là cái mức giá Kha đang mua đó mọi người. Nếu anh em nào mà đang có ý định muốn nâng cấp thì cứ inbox cho Kha nha. Còn bây giờ thì phải cắm vào để test phân mát các kiểu này nọ mọi người. Đây là sau khi thu xong thì sẽ cho chạy bằng cái phần mềm phân mát. Con này chạy được 8 phút rồi này. Đây là con Colorful nãy. Thường 11 Vega Kha sẽ cho chạy khoảng tầm 30 phút nha mọi người. Không có sạch, không có bị rác hình thì nó mới ok được. Con này mới chạy cho nên nhiệt độ nó mới 61 độ thôi này. Đây là MSA. Tuy là nó còn bảo hành hãng nhưng mà cũng phải test. Những con nào mà không ổn cũng phải trả lại mọi người ạ. Đấy.